Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học thì chúng ta dường như đang tiến gần hơn tới thời đại của những chiếc xe điện hiện đại với nhiều tính năng ưu việt. Đại học Kỹ thuật München có trụ sở tại Đức mới đây đã phát triển một loại xe điện nhỏ, nhẹ và đặc biệt là nó có khả năng di chuyển liên tục lên đến 150 km sau mỗi lần sạc pin. Đây là sản phẩm của gần 80 nhà nghiên cứu và 500 sinh viên đến từ Đại học Kỹ thuật München TUM của Đức, cùng với các kỹ sư, các nhà khoa học đến từ 14 công ty thuộc lĩnh vực sản xuất ô tô của nước này. Phải mất 5 năm, chiếc xe điện nguyên mẫu VZOM này mới được ra mắt. Sản phẩm của chúng tôi nặng chỉ bằng một nửa chiếc xe điện hiện nay. Riêng bộ phận pin đã chiếm đến một nửa trọng lượng của chiếc xe, và đó cũng là bộ phận đắt tiền nhất. Tuy nhiên, đó chính là yếu tố khiến chiếc xe trở nên hiệu quả và có thể là đẹp gấp 2 lần so với những chiếc xe khác. Theo các nhà nghiên cứu, VZOM có thể cùng lúc đảm bảo cả hai yếu tố, đó là vừa giảm trọng lượng, vừa đảm bảo yếu tố an toàn cho người sử dụng, nhờ sử dụng vật liệu là sợi carbon, cũng như động cơ và hệ thống chuyển dẫn nhẹ. Khi bạn xây dựng một chiếc xe nhỏ và nhẹ, bạn ngay lập tức sẽ nghĩ đến vấn đề an toàn khi xảy ra tình huống va chạm với một chiếc xe nặng hơn. Trong trường hợp này, xe nhẹ rõ ràng là bất lợi. Vì thế chúng tôi đã cố gắng thiết kế một thân xe cứng với túi khí và các bộ phận cảm biến để đảm bảo rằng chiếc xe đạt được mức độ an toàn cần thiết. Với thiết kế nhỏ nhẹ, VZOM có thể chạy với vận tốc tối đa 120 km/h. Thời gian sạc điện giữa mỗi lần cũng được duy trì lâu hơn, thông thường từ 3 đến 4 tiếng, bởi phải sau 150 km, nguồn điện trong pin mới cạn kiệt. Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của sản phẩm này là nó chỉ có 2 chỗ ngồi. Đây là đặc điểm chưa thể khắc phục của tất cả các loại ô tô điện hiện nay. Theo kế hoạch, phải mất thêm vài năm nữa, VZOM mới được đưa vào sản xuất hàng loạt tại Đức để phục vụ nhu cầu sử dụng của con người.